khi mà thu giữ này. Ngày 4 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 và các cơ quan chuyên trách được triển khai thường xuyên, do đó nhiều vụ việc, vụ án, chuyên án lớn được phát hiện, xử lý kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được quan tâm và chú trọng hơn. Lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý trên 54.100 vụ việc vi phạm, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021. Tại tỉnh Vĩnh Long, 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức thanh kiểm tra trên 5.600 vụ, phát hiện 538 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt gần 12,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn ra phức tạp. Các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn nhiều. Số vụ việc được phát hiện xử lý có quy mô lớn hơn, tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 sẽ tăng cường thanh kiểm tra, điều tra, phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung lực lượng, phương tiện, phương pháp đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẵn có, phục vụ mục tiêu chung trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.